cây cây này là không cần con này hả? Không, có nghĩa là mình tắt là mình không có CB đó, cũng vậy mình cũng như tắt nút bấm ở trên đó thôi. Đây là đưa vô cái cây này đi. Một quạt là có liền, nhưng cái kia không không. Cái này lên cái nhớt rồi nghe, lên một hai khối hai bên. Điền vào pháp luôn tình vô là đúng thẳng trực tiếp thôi. Quay trở lại với kênh Solo Bơm Hạnh nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại thôn 5, Cư Bang. Lắp một cái hệ bơm 3 ngựa nha bạn. Đó, dòng 7 tấm pin 550. Kế bên đây là một cái dàn bơm cũ, trước đây khoảng năm mình lắp rồi trước đây rồi nha bạn. Cùng một chủ luôn. Cái dàn cũ đây. Dàn cũ trước đây xài 8 tấm 450. Cũng chung dòng nha bạn. Thì bây giờ thì trời đang mưa nè, đang bão nè. Bà chủ nè, nước này lên nè, ống năm này nha, nhiều đấy. Nằm đây. Ủa giờ cũng vẫn còn bơm xong này, gặt luôn rồi chứ, cái này chữ gặt luôn á. Tắt nhớ tắt ở trên, bấm ở trên chứ không gặt CB nha. Rồi tắt đi, rồi vậy thôi. OFF là tắt đấy. Như thế này là tắt hả? Đúng rồi. Mình gạt cái trên nó mau. Cô không biết cả cái này tắt xuống quá. Không. Rồi ốp xuống luôn. Thế này lần sau là tắt đi. Xong bấm lại là như thế này à? Rồi thôi cứ. Thế này là lên không? Không. Mình ốp CB rồi mình bấm làm sao mà ăn được? À thì nó thấy cái này là không cần con này hả? Không. Có nghĩa là mình tắt là mình bấm nút ở trên đây để mình tắt nha. Khi mà mở rồi chứ cần on với kia là mở thôi. Thấy chưa? Bây giờ tắt cái này không? Bây giờ mình ốp CB rồi tắt đi nữa. Cái này là ngấp đến đây không? Ờ. Ít nữa không qua cái này là tắt cái này không hả? À. Bây giờ cũng vậy. Không có CB đó cũng vậy, mình cũng như tắt nút bấm ở trên đó thôi. Dạ. Còn dòng bên đây là mình sử dụng là con LG nha bạn. Sử dụng con LG. Hai con bơm là 3 ngựa, sử dụng là con bơm 26 khối luôn rồi, làm thêm cầu dao đẳng để chủ nhà có thể sử dụng điện 220 để chạy nè. Đã đóng xuống bơm rồi, cục nó làm gì người ta đã đưa vô cái cây này đi thẳng đất chôn luôn, cục là chi đúng không? Cái dây phay này luôn người ta làm lúa luôn cho rồi. Cái này mai mốt làm thuốc lá. Làm thuốc lá hả? Ừ. Thuốc lá lời hơn hay gì con? Cũng được tí. Dạ. Yeah. Mỗi ký thuốc lá là 52.000. Bây giờ vừa thả bơm xuống sông rồi bạn. Ổng này ổng 60. Rồi chứ. 60. Ai biết nữa. Bật bơm rồi. Tất cả đây hả? Không nắng có lên không? Yếu xìu. Lên mà yếu, hơi yếu. Chuẩn bị mưa. Cái trời coi sao. Chưa thấy nước gì cả. Giờ thử bơm rồi, nhưng mà nước không lên được các bạn. Dòng con này lưu lượng lớn nên mình thử không phải chạy đủ tốc độ thì nó mới lên được các bạn. Nãy chạy được 26 hả Dương? Sao là nó tự ngắt? Đó, tí nó tự hết quạt à? Cái này bật quạt là có liền. Nhưng cái kia không không? Cái kia nó không. Đó, thì nó chạy thôi. Không cần qua cái này đâu. Nó không chạy. Mai mốt thì nếu mà ý là mình muốn đề phòng nó có cái thì hay cái gì mình kê qua đây sơn mình chụp lại cũng được. Ô chạy 17, 18 hạt sao lên? Nó phải tầm 30 hạt nó lên được. Tại con này luôn lớn. Còn nếu mà nước mà nó không lên thì em thay nắng lên em thử coi. Thay nước vỏ này có nước xanh. Cái dòng bên đây trước là còn có 13 khối mà, 13 ngựa mà 13 khối. Rồi dòng này ít nước hơn nên mình thử ra là
nó đẩy cao hơn nên nó bắn lên. Cái này lên yếu nhất rồi kìa, lên một hai khối, hai ba khối mấy. Dòng ở đây thì vẫn lên thì áp nó cao hơn. Ừ đúng rồi, tắt cái đó. Rồi cảm ngã đi đâu khác. Rồi bấm tắt thì tắt á. Trên trên là mờ. Không, ở dưới luôn ngay nút mình mới bấm tắt á. Chưa nó có một một nút một rồi, bấm lại cái nữa rồi chạy. Ờ rồi. Là cái này không phải không có tắt nữa hả? Ừ. À, cái đó tắt chứ khi mà mình không muốn làm gì nữa thì mình tắt để điện nó không qua thôi. À ý là phải cúp cái này xuống mới cúp điện điện lưới hay à. Điện ba pháp mình á. À thấy chưa? Rồi. À, ok rồi, bắt lên chưa? Tắt rồi. Rồi bắt này. Rồi cái này là chỉ thông số à? Cái thông số nó chạy thôi. Vòng vòng cua hả? Cái này vòng cua à? Ừ, cái đó ông đang bấm qua điện áp rồi. Ờ. Ừ. Ông bấm ở trên này nó qua điện áp rồi. Ừ. Nên mình lúc nào mình cũng để là ở vị trí nè, vị trí RPM này nè, nó chạy có 1.700. Ừ. Áp 1.700 à? 1.700. Bình thường chạy 4.000 thì giờ chạy nó qua điện áp. Điện áp. Ừ. Điện áp là 2000 mấy rồi. 239. Anh đi làm không bật nào, không bật nước nào. Giờ chuẩn bị gặt rồi mà. Nay mai được. Có tiền vô rồi đúng không? Thẳng trực tiếp thôi, không mai chả cần cái cục hồi ra đâu, ba bữa em tách mở bằng cái này. Mấy triệu lên mà chạy được khoảng tầm ba mấy 40 hẹp. Bạn thích hẹp không? Hôm sau này là được rồi đó. Chạy được mới có khoảng 4/5 mà. Bơm này khi mà đạt tốc độ nước lên rất khỏe, nước lên rất sướng, chạy không đủ tốc độ nước lên nó nhìn nó eo, nhưng mà khi mà đủ nắng nước lên đẹp không chú? Bển chú cũng lắp một bộ 26 khối y chang luôn nè. Khi mà đủ tốc độ lên nước mạnh nhất, mạnh hơn hết tất cả các dòng bơm khác. Đừng hết rồi, nó vô tổ đang lắp tốc độ nó lên đấy. Giờ nước lên rồi nha. 34 hả? Ủa sao nãy hồi 40. À 40 chạy ngược chiều hả? Ngược chiều. Chạy đúng chiều nó xuống có ba mấy hả? Lên tầm này là ổn rồi đó. Cứ đeo đeo cái này ổn rồi. Đừng ôm mấy lần. Lúc này chưa đạt mà, chạy chưa đạt tốc độ mà. Mới có 3/5 thôi. Tầm này là ổn rồi. Tại 6 đó. Con này nó lên nó phải gấp đôi như này nữa. Gấp đôi đó đấy. Mà này ông 6 á. Không phải ông 5 đâu. À trời con nắng. Lấy bằng này ổn rồi, bằng chú lắp bên đó cho thấy bơm là ok không chú? Thấy ngon không? Nhiều hơn luôn hả? Nắng bây giờ chưa nắng mà. À chưa nắng không mà chú lắp thấy ok không? Ngon không? Tốt rồi. Lấy giống được chưa? Lấy giống chưa? Dù rồi lấy giống chưa? Cái gì? Lấy vốn chưa? Lấy vốn giờ. Bị gì? Bơm giá này mà chết này. À. Nhưng vừa rồi thu được bao nhiêu tấn? Được 10 tấn. Ôi 10 tấn là 60 triệu rồi, dư rồi. 65 triệu. 60 mấy triệu chứ 68 triệu chứ. 68 nốt đổ người ta là không cho. À không cho à? 65 thôi. Dư rồi. À. Dư rồi. Cái vàng có ba có hơn 30 mà. Con đổ đó là con hết rồi, vứt ở ruộng nữa luôn à. À vậy hả? Thứ lắm. À. Lạc mà. Lạc công lên chủ lúa này chuẩn bị thu luôn rồi. Làm dàn sẵn rồi đi.